cây đổ đè 13 học sinh. Thành phố Hồ Chí Minh cây phượng cổ thụ trong sân trường Trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3, bất ngờ bật gốc đè 13 học sinh lớp 6 khiến một em tử vong, sáng 26 tháng 5. Trường Trung học cơ sở Bạch Đằng nằm trong hẻm 386 Lê Văn Sĩ. 6 giờ 15 phút, sân trường khá đông học sinh. Cây phượng vĩ cao hơn 10 m, thân to hai người ôm, phía bên phải sân trường bất ngờ bật gốc đè chúng nhóm học sinh. Ông Trần Hồng Vũ phụ huynh lớp 8 cho biết, vừa đưa con đến cổng trường ông nghe tiếng cây đổ rầm, rầm, sau đó là nhiều tiếng la hét của các học sinh. Sân trường náo loạn. Có 6 học sinh, 4 nam và 2 nữ bị cây đè trực tiếp, trong đó một cậu bé bất tỉnh. Ban giám hiệu cùng các thầy cô, phụ huynh nỗ lực đưa các em ra ngoài. Gần 30 phút sau 3 xe cứu thương đưa các nạn nhân đến bệnh viện Nhi Đồng 2 và một số bệnh viện khác. Hiệu trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết, 13 học sinh gặp nạn học lớp 6. Đến 9 giờ, bệnh viện thông báo một em tử vong. Nhà trường quy định vào học lúc 6 giờ 45 phút, nên học sinh thường có mặt đông nhất 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 30 phút. Hơn 20 cảnh sát và dân phòng phong tỏa hiện trường. Hàng chục phụ huynh kéo đến, hoảng loạn hỏi thông tin con mình có hay không bị nạn, song không liên lạc được với người nhà trường. Bà Lê Thị Hiền phụ huynh lớp 8 trên 4, giọng run rẩy, bức xúc, con tôi và bạn bè của nó thế nào? Sự việc nghiêm trọng thế này, sao trường không báo cho chúng tôi? cụ Hồng, sống cạnh trường từ năm 1954 cho biết, cây phượng có từ hơn 50 năm trước. Bác sĩ Huỳnh Minh Thu trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, đơn vị tiếp nhận 6 cháu trai và 2 gái. 4 bệnh nhân bị nhẹ sau khi được kiểm tra, chụp phim, kê toa thuốc giảm đau đã được về. Trong các cháu còn lại có một học sinh bị gãy chân, một bị gãy tay, hai người chưa thấy thương tổn bên ngoài nhưng phải theo dõi thêm. Các bé đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt, bác sĩ Thu nói. Sài Gòn có mưa lớn chiều tối qua, tập trung ở khu vực trung tâm nhất là quận 1, 3, 5, 10 và kéo dài hơn 2 giờ. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ đánh giá đây là cơn mưa lớn nhất từ đầu năm. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào mùa mưa từ giữa tháng 5. Cơn mưa nặng hạt vào chiều 19 tháng 5 cũng khiến một số cây ở các tuyến đường bật gốc.